Earrings, Oklahoma, Alamas, Fury, Oklahoma, Alamas. Alo, và chúng ta cùng tiếp tục đến với trận thi đấu thứ hai trong trận đấu thứ tư. Tỷ số là 1-0 ở trong trận đấu thứ tư rồi. Vâng, màn hình máy của cái thủ Chipboy là người cầm Maxe. Ở trận đấu trước thì Chipboy cầm một trận Pamiran quá thành công. Đó, một trận Pamiran đóng đinh cực kỳ thành công. Màn hình máy của cái thủ Gunny là người cầm Fo. Như vậy là một Max và một Fo. Không đến mức quá tồi. Quan trọng là không biết bên kia cầm quân gì thôi. Vâng, Phô đã có 7 hiệu đầu tiên 4 rồi. Và một voi phụ họa bên cạnh. Khá tươi. Màn hình máy của game thủ Chipboy người cầm Maxe. Chúng ta hãy cùng xem màn hình máy game thủ Maxe. Có lẽ là Maxe là tươi hơn. Rồi hiệu 6 con và một đôi voi. Bãi quả đầu tiên cũng là bãi quả 7 cây. Khởi đầu là không thể tuyệt vời hơn dành cho một vài Maxe rồi. Vâng, Maxe cắm cờ. Vâng, bóng Maxe rất rộng mà cắm cờ khiêm tốn đến mức như vậy sao? Thôi xong, như vậy là đồ đã đủ rồi. Vâng, xong với Maxe bài này rồi. Vâng, khung được nhà nữa thì thôi. Vâng, bài này có phải Pamiran có phải là tuyệt vời hơn hay không? Nhưng rất tiếc đây là Maxe. Nhưng mà thôi, Maxe thì cũng được. Vâng, Maxe bài này cứ cân 1.5 thôi, còn lại để Gunny lo. Em gỗ ở thiết kế PS đầu rồi. Có lẽ là như vậy. Vâng, dở võ câu hai voi ra. Vâng, nhà thừa giấy tôi thì không vẽ voi. Cứ vẽ đi thôi. Vâng, bóng Maxe là nó rất là rộng. Câu voi là cứ từ từ. Không có gì phải quá vội vàng. Rồi, nhẹ nhàng, điềm tĩnh, xa phóng trước, gần phóng sau. Tới rồi, gần rất may mắn trong tình huống. Thôi. Thoát tim kinh khủng khiếp trong tình huống cơ voi vừa rồi. Vâng, khán đài, vâng, khán phòng ở phía trong đang ồ lên trong tình huống cơ voi vừa rồi. Cực kỳ thoát tim. Vâng, một bãi quả có đến 6 cây. Và bây giờ thì Chipboy muốn làm gì thì làm thôi. Một bãi quả đầu 7 cây, một bãi quả phụ 6 cây, 4 con voi, 4 con hiêu. Và thậm chí còn có thêm một đàn hiêu phụ ở phía ngoài nữa thì phải. Vâng, tầm này dò với Maxe có lẽ tôi tin chắc là chưa đến 10%. Vâng, nhả dần. Ở 7 bao nhiêu? 7, vâng, 10, 7, 10. Với 23 đồng dần Maxe. Còn trả thêm giật cái con voi. Ôi. Vâng, như vậy là tôi cứ tưởng là ăn chanh nhưng có vẻ là không phải ăn chanh. Vừa rồi là một tình huống mà chiếc BG không được thiết kế vâng đúng chỗ rồi. Cắt nông dân ra. Như vậy ăn chanh thật rồi. Pelop là người vâng ăn chanh với lại cái thủ Chipboy trong tình huống này. Kéo thêm nông dân lên hay không? Như vậy là có kéo thêm nông dân lên. BB cũng đã được chủ động thiết kế rồi và Pelop là người cầm quân gì? Nếu không quá phú thì Pelop sẽ hoảng sớm. Còn nếu phú thì đây sẽ là một bài vâng Chipboy gặp khó. Hơn 500 thực dành cho game thủ Chipboy tình huống này. Greg đến từ game thủ V-Lup. BL và thiếu một chút gỗ để đóng BM. Nhưng tất nhiên là sẽ là trong đầu 9 thôi. Có lẽ là như vậy. Không thể muộn hơn bài này. Vâng, V-Lup soi tham xong có lẽ là cũng lăn đùng ra mất. Vâng, BM có trong 9 được hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Vâng, sau con giò luôn. Không trong 9 được rồi. Như vậy là như vậy là vẫn 9. Vẫn 9. Vâng, tưởng chừng như là xanh nhưng hóa ra vâng vẫn 9. Vâng, công luôn. Rồi, chuẩn bài rồi. Và bây giờ thì lên thọc lẹc thôi. Cắm một vòng nữa đi. Ngại gì mà không cắm. Vâng, lại quay về. Không cắm mà quay về.
thực là hơi đuối một chút. Không có BS để nâng cấp. Đây rồi, bên lớp đang đóng nhà điều kiện. Đang đóng nhà điều kiện đến từ tuyển thủ bên lớp. Chọc luôn. Được rồi, trận đấu trước thì bên lớp cũng đã tím với chip boy ở một bài Babylon rồi. Thôi, được rồi, như vậy là được rồi. Chỉ cần như vậy thôi. Vâng, bây giờ thì công giáp và đầy đủ, chơi chết ba ông dân là chuyện hết sức bình thường. Bình thường như trên phường, lao vào được hay không? Vâng, bên lớp cũng sẽ chủ động bò lại chỗ này thôi. Đúng rồi, bên lớp đã chủ động bò lại chỗ này rồi. Vâng, cắm y luôn hay không, chúng ta cùng chờ xem. Vâng, cắm y luôn rồi. Sóc một con chém và cắm y. Rồi, như vậy là tạm thời bãi gỗ bò kín, nhưng bãi vàng thì vẫn đang còn hở nhiều. Ô, liều đến mức như vậy sao? Chúng ta cùng xem. Vâng, tơ này hơi liều. Hơi liều lĩnh đến từ tuyển thủ chi bòi. Vâng, vừa ăn được cái móng đâu đó thì phải. Vâng, tham lai 25/36 đến từ tuyển thủ chi bòi trong tuần này. Hãy chuyển qua màn hình máy game thủ Gunny một chút xem tình hình thế nào. Như vậy là Gunny là một bài đánh thẳng cung R ở Phonesian. 4 BA đã được thiết kế rồi. Đang chờ bánh xe để sóc tơn đầu tiên. Tất nhiên là sẽ đều thôi. Vâng, với Phonesian 28 nông dân thì chả có lý do gì 4 BA không đều cả. Một bài không quá khỏe đến từ game thủ Gunny. Nhưng ở những thời điểm sau chắc chắn Gunny sẽ biết cách làm gì để sóc đều. Còn bây giờ thì những con y của Maxe đang chơi vào nhà của game thủ. Đây rồi, lại lọt tiếp. Vâng, những con chém và những con y đang chơi vào nhà Greg của game thủ Venlup. Lại thêm ruộng. Đúng là người đàn ông của những chiếc ruộng. Hai game thủ thi nhau vẽ ruộng tuần này. Một con chém đâm sâu ở phía trong của một con chém đảo sang phía bên này. Đảo sang phía bên này một tơn. Vâng, Seng hay là IA. Chúng ta cùng xem hay là Seng hay là IA đến từ game thủ Boy ống bình trong tuần này. Thêm hai chiếc ruộng nữa. Các bạn có thể thấy là lực là rất khỏe dành cho game thủ chip boy. Vâng, vẽ ruộng như thế này thì ra, vâng, việc ra chém là hết sức bình thường. Như cân đường và hộp sữa. Đang rất khổ dành cho game thủ bên lớp người cầm Greg trong trận thi đấu này. Đang cực kỳ khổ. Vâng, lên chiêng 3 luôn. Lực khỏe đến mức mà vâng lên chiêng 3 một cách hồn nhiên. Còn màn hình máy của game thủ Gunny thì sao? Vâng, 45/56 là tham lai ống này. Lượng cung là không phải là ít, trong khi game thủ Tuti đang bận tay để chống lại những con y chương đồng 2 thôi. Vâng, ở mặt phía bên này thì bắt đầu Phonesian chơi vào. Vâng, Phonesian chỉ kém Seng ở những thời điểm đầu so với Seng ở việc lên đời thôi. Còn khi lên đời xong thì Phonesian nhìn thấy Seng có lẽ là cũng ngang phèo rồi. Vâng, ở cái tốc độ phát triển thì Phonesian và Seng là ngang nhau thôi. Vâng, bắn đi thôi. Chơi đi thôi. Vâng, bây giờ Phonesian cứ đứng ở trên dốc và đáp gạch thôi. Vâng, đáp gạch xuống. Vâng, chip boy ở phía trong rồi. Đang quẩy, chip boy ở phía trong đang quẩy là cực kỳ hăng. Liên tiếp nã vào đầu những con cung R của game thủ Tuti. 5 nhà A vắt là siêu siêu đều. Màn hình máy game thủ chip boy xem y chương 3 lọt đến đâu rồi. Như vậy là y chiêng 3 chưa biết lọt đến đâu, nhưng ở nhà lại bị y không chiêng đâm vào. Hơi căng. Đây rồi, y chiêng 3 đang chơi ở mặt phía bên này rồi. Rất khổ sở đến từ, vâng, rất khổ sở đến từ game thủ Tuti trong tuần này. Vâng, Tuti đỡ hộ cái. Những con y chiêng 3 các bạn thấy là cực kỳ khó chịu. Bắn là rất có lâu chết. Nhưng bây giờ thì bị chơi vào nhà tuần này. Bị chơi vào nhà tuần này. Hơi căng và Tuti đi sai rồi. Vâng, Gunny đã chơi một bài quá khỏe. Vâng, 4BA, 5BA, sau đó là 6BA. Vâng, Tuti thì cứ vâng đứng và rỉa những con chiêng đồng 3 thì có lẽ là đến sáng mai thì nó cũng không hết. Và tỷ số là 2-0 trong trận đấu thứ tư. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu, vâng, được xem như là chung kết đầu tiên của cặp đôi Hà Nội trong trận đấu thứ tư.